đặt đây được không? Đây, sẽ thử luôn chạy cho các bạn xem. Đây, ra ngoài xuống nha. Tắt bật đây này. Đấy, cái cách đục khoan nó sẽ như thế. Giữ điểm này và tì cái này xuống. Khoan lỗ nào thì khoan, kể cả thép cũng sẽ đục kiểu như vậy. Bắn tọa độ cho nó khoan vào thôi. Rất là tiện. Đây là cái gỗ mỏng để thử thôi, còn bình thường các bạn dùng gỗ dày được. Vuông hoặc là vây đều sẽ khoan nhỉ. Và cái tốc độ của này nó chạy hơi cao. Có cái loại mà chỉnh tốc độ thấp hơn cơ, thì chạy đi nó sẽ ổn định hơn. Đi gạch chẳng hạn này. Đấy, tốc độ nó sẽ chỉnh lên. Ok, chào các bạn. Hôm nay trời đang mưa gió thì giới thiệu các bạn mấy cái đồ mới vừa mới nhập về. Đang tính xem sử dụng nào. Đây. Ông nào chơi đồ chắc biết cái nói rồi. Đấy, cần nói nhiều quá. Đây, các bạn nhìn thấy cái gì đây không? Đây đây đây. Vừa lấy về luôn, chưa cả bóc. Đồ này hôm trước thấy nhiều bạn có thấy cũng hỏi con này, thành ra mình tìm trên thị trường về đang thử xem. Test thử xem sản phẩm như thế nào, đạt yêu cầu không. Bởi vì nhà mình cũng có cái khoan mới cắt, thì thấy cái con này chạy rất là tiện. Ông, cái này buộc tận 2 dây rồi. Lại cả dưới nữa. Này, cắt dưới nữa, ok. Hôm nay trời nó mưa, thành ra là cái sàn đi nó hơi ướt. Úi chà, mẹ nặng dữ. Tưởng nhẹ mà nặng ghê. Đây. Thì xem đây là cái gì nè. Good quality nha. Now price. Đấy chắc là giá mềm sao. Convention safety do. An toàn cho bạn này. Work in Demon. Stand for Angel. NG. Caution. Máy chưa bóc luôn. Vẫn nguyên. Hộp như thế thôi. Vỏ hộp chỉ như vậy thôi. Một con. Bóc con này ra xem nào. Có cái gì ta? Đây, một con nữa. Đây là con khoan bàn sao? TZ6102. Mẫu này thì phổ thông rồi. Con này thì mình thấy các bạn hay thấy dùng cái này. Dùng là khoan bàn. Đã có những con này rồi thì các bạn sẽ không cần phải mua cái khoan mini gì nhá. Bảo các bạn luôn. Rất là lạ luôn. Vậy ta sẽ tiến hành bóc thử con này trước xem nó là như thế nào, cách sử dụng như nào xem. Đây nó còn dính vết mưa này. Trời đang mưa, sân ướt luôn. Ok, ok, ta sẽ thử con này trước nha. Đây mình sẽ bóc thử con này ra xem nó như thế nào. Hai phết trông được, còn cái mẫu kia sẽ thử sau. Khui hộp xem nó như thế nào, bởi vì cái này thì mình thấy tác dụng lắm. Mới có đây nha, các bạn gạt đây cho mình, cắt đây, cắt đây, cắt góc này nữa. Khui hộp sản phẩm luôn. Nó còn đầu bên này nữa, phải cắt thế nữa. Đây là bọc kỹ quá. Mình sẽ trải nghiệm trước thử
thấy ok thì giới thiệu các bạn. Đấy, nó là như thế. Thường sản phẩm mình hay sẽ trải nghiệm trước xem như thế nào. Bởi vì nhiều cái sản phẩm nó không đạt được cái yêu cầu. Cái chỗ này nó hơi bẩn tí. Trời mưa, đây. Sẽ để đây. Đây là một tay này. Bộ này rất là nặng nha. Đây mình sẽ quay cho nó sát xuống dưới tí cho các bạn dễ nhìn này. Một tay cầm này. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Turin Stan Cast Iron Bass. Đây khoan, các bạn sẽ thả nó xuống cho mình. Đây là cách lắp ráp bộ máy này. Một khoan, đây là đế này. Chân đế bằng hợp kim. Khá hay. Vít bằng chìm. Bằng con lục giác. Đây. Hai đầu bắt. Lắp chắc cũng đơn giản thôi, không có gì ghê gớm lắm. Hai đầu bắt, giờ mình sẽ xem hướng dẫn nó cài lắp kiểu gì. Đây, nó quan trọng nhất là bộ khung trên. Thanh này đặt xuống dưới ở đây. Đặt thanh vào đây. Khóa thanh này nằm thân. Đây mình sẽ thử xem nào. Thử luôn, sau đó sẽ thử lắp. Đặt mà thấy ok ổn là mình sẽ chơi hôm nay giới thiệu các bạn nhiều hơn. Cái chính là phải thử ra. Có cái gửi Viettel không có đâu. Đây nha các bạn, giữ cái đây siết chặt cho mình nhé. Đây. Đế xong này. Đây là phần trục. Trục máy thì lao xuống đây, chưa hiểu cách dùng lắm. Đế này lắp đầu beta. À đây, trục cũng sẽ gắn vào đây nhé. Đây, trục các bạn sẽ lắp vào đây cho mình à. Lần đầu dùng thì ra nó hơi bỡ ngỡ tí. Đây. Trục lắp vào đây. Siết vào đây cho mình nhé. Thế nó ghi khóa cả lỗ bên này, nó không biết làm gì ta. Chưa hiểu cách dùng lắm. Đây. Đây, khóa cái chân trên. Đây chắc khóa chiều cao, tâm. Đây là vít, máy khoan bắt vào đây. Chắc thế nhỉ. Đây, sẽ khóa đầu ở đây. Tay nắp vào đây, tay đòn nắp vào đây, đây. Đòn nắp vào đây. Đây, tay đòn sẽ nắp vào đây. Rút cái ốc ra, theo như khuyến cáo giới thiệu là rút cái ốc ra. À, đây, nó sẽ lắp như thế này. Khóa nó vào đây. Đấy, chú ý cho mình nhé. Khá là hay. Đây là vít cho sẵn, còn nếu không muốn các bạn dùng bộ vít khác cũng được. Đây nha, kẹp đây nha. Đây. Nó thiết kế để lắp vào đây. Ok. Vít nó nằm sâu ở trong này. Ăn khá là sâu. Đấy. Cái này là do các bạn khóa tâm thôi, cao thấp là do mình. Xong rồi. Xong rồi. Khá là chắc. Được phết, được. Đây. Chưa hiểu. Vâng. Bác sang. Vâng. Đây, còn nắp vào đây cho mình. Ok, đây là đã xong đây. Bắt kéo cái vào cho mình nữa là xong. Hạ xuống sẽ như thế này. Con này khá là hay, tiện. Xoay được. Còn cái chân dưới không hiểu để làm cái gì ta. Đây, nó còn một cái đây, không biết chỉnh cái gì đây. Mình chưa hiểu nó. À đây, như là khóa khoảng lao xuống sao. Đây, chỗ này, chốt này khóa khoảng lao xuống.
khi bạn khóa vào rồi thì nó sẽ không thể là lao xuống tầm hơn được. Chốt này chốt khóa, đây là đo khoảng cách, đây là hai bên này, hai bên đặt vít, các con vít bắt từ đây. CVE đặt thế đó, máy chỉ như này thôi, cách khá là đơn giản. Vì cũng không hiểu là hai con này để đâu đây ta. Đây à, sẽ bị đầu ốc này, vì đầu ốc thì thêm nhiều nhỉ. Đây như bịt đầu trên này nè, chưa hiểu sao cho nhiều cái bịt này. Cast iron khá là hay. Còn dưới này cũng như cũng khóa kiểu khóa tâm, không cho trôi. Để cho hai cái này, không hiểu sao cho hai cái này nhỉ. Đây hai cái tấm này, mình thấy chỉ cần một tấm chứ nhỉ, một tấm lót là được, cần gì hai tấm. Đây mình sẽ lấy cái khoan lắp thử ra đây, xem nhỉ. Nếu khoan ra thì chắc phải hạ độ cao xuống rồi, con này để hơi cao. Đấy, sẽ rẻ tầm này cho nó dễ. Đấy, ok. Đấy, khá là hay. Khoan những cái vật hình tròn sẽ dùng cái này. Đây nó có lò xo trong rồi. Đấy, các bạn có thể giữ vào đây rất là chắc à, xoay được các kiểu luôn, hay phết được. Còn cái con này cũng không hiểu để làm cái gì ta. Gì? Cái gì? Cái gì? Đây các bạn sẽ cho máy vào đây nha. Khả năng phải kẹt cái đầu này. Mình thấy hơi lạ, cái này nó có cái đầu này ra. Đấy, nắp máy khoan vào đây. Thì không hiểu nó có phải kẹp cái đầu này vào không ta. Thì nó có hai cái đầu này. À cái đầu này như là dùng cho các loại khoan bé hơn. Như khoan này của mình khoan to rồi. Đây là mẫu khoan to thì đặt nhà luôn. Đây. Đặt như này, khóa tâm vào. Thế thôi. Hoàn tâm, đây mình sẽ chọn các bạn xem thực tế con này sẽ như thế nào. Đây cần lao xuống sẽ như thế này. Đấy, thường thì cái khoảng cách lao xuống nó không nhiều như này đâu. Thường các bạn khi các bạn khoan ấy, thì nó chỉ có một đoạn thôi. Đấy là con này rất tiện cho các bác sử dụng. Bởi vì thật ra là không phải riêng cái này mà như trước mình hay khoan lỗ thì nó hay bị tuột lỗ vì không khoan thẳng được. Dùng cái này là các bạn có thể giữ được khoan rất là thẳng, khá là hay. Đấy, ok. Đây, để xa cho các bạn dễ nhìn hơn này. Quay các chiều. Chờ thì mình sẽ lắp mũi khoan vào và thử khoan xem nó có khác biệt gì không. Khoan dị được rất là tiện. Đây đúng theo như cái hình hướng dẫn này là sẽ như này, đúng hình máy khoan mình luôn này. Lắp khoan vào đây, kẹp đầu vào đây rồi ấn xuống, tùy độ cao bạn ấn xuống mà sẽ hạ chọn cái này. Như thế rất là sâu rồi. Cái bộ này gọi nặng thật, mình không tin nó nặng nhỉ.